Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube Lý Việt Em của mình Thì trong video các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin hot nhất các bạn Mới vừa có luôn hả à, Thì mình cũng cập nhật cho các bạn nha Đầu tiên là Có một bài viết của bạn Trung Kiên Quỳnh rất hay nha Thì như các bạn biết là trên Twitter Trister Thì có thông tin các bạn Một tin vui Hệ thống bios 1.0 đã ra mắt một hệ điều hành mới cho PC và thiết bị di động, một tương lai mới, một trải nghiệm mới. Điều này có nghĩa là ngoài hệ thống Android và hệ thống Apple, hệ thống lớn thứ ba là BOS đã ra đời. Đồng nghĩa với việc thế giới sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên blockchain 3.0. Đây là một thời khắc lịch sử trọng đại và chắc chắn sẽ được ghi lại trong lịch sử B-Network. Đó. rất là tuyệt vời các bạn nha và và một điều nữa các bạn à, chúng ta hãy xem các bài viết của các bạn trung Quyên kiên quỳnh này rất hay nè hot làm phép tính cộng nhẹ nhàng nào các bạn bi thân yêu thời khắc của chúng ta đến rồi một hệ điều hành bios đã ra đời phá tan sự độc quyền của ios tức là iphone và android Apple, Samsung, vân vân. Các bạn nên nhớ một điều, B Network chính là web 3.0 đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này. Google hay YouTube, Facebook cũng chỉ là web 2.0 mà thôi. Web 3.0 là các bạn sử dụng trên đó có cái gì đó là điều trả công cho các bạn ha, trả bằng bi hay trả bằng, bằng cái gì đó, nó đều có trả công cho các bạn, chứ không phải như là web 2.0. Ha, à. rồi. Số 2, cáp quang biển của Việt Nam chỉ có 5 tuyến mà thôi và chiều hôm nay tuyến cáp quang số 5 chính thức bị sự cố theo sau 4 tuyến ban đầu đã hỏng một phần hoặc toàn bộ. Đó, cho nên là cái hình trên đây chúng ta thấy nè. Đây, tuyến cáp quang biển thứ 5 gặp sự cố tuyến SMW3 gặp trục trặc trong khi 4 tuyến cáp biển còn lại chưa được sửa xong. Sáng 21 tháng 2, một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cho biết SMW3 bị lắp bị lỗi cáp xảy ra ở đoạn S2.7 đi Singapore. Đây là tuyến cuối cùng còn nguyên vẹn sau khi 4 tuyến cáp biển Việt Nam gặp vấn đề từ tháng 1. Tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 vừa qua. Như vậy, cả năm tuyến cấp quan biển kết nối Việt Nam đi quốc tế đều bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần. Trước đó, hai tuyến AAG và ABG đã mất toàn bộ dung lượng. Rồi, hai tuyến IA và AAE một chỉ. Nói chung là một khúc trên đầu ha. Các bạn biết là cái cái tuyến số 5 cũng gặp sự cố luôn rồi. Rồi, tiếp theo các bạn xem là bài viết của bạn của bạn Trung Quyên Quỳnh nè. Đài BSC đưa tin về dự án đưa bi trở thành đơn vị thanh toán cho khu vực wifi tùy chọn rất có thể là liên quan đến Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vì hiện nay nó là hệ thống Internet bao phủ rộng khắp và mạnh nhất trên thế giới. Không hề có sự trùng hợp nào cả, bi đã được sắp đặt và thỏa thuận chung từ các chính phủ, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Điều đó là một sự thật không thể chối cãi. Tin vui còn nhiều anh em cứ từ từ thưởng thức nhé. Nhưng có một việc các bạn phải nằm lòng rằng mainnet mở chỉ xảy ra khi và chỉ khi KIC diện rộng diễn ra trước đó. Còn lại tất cả chỉ là đồn đoán nguồn Trung Kiên Quỳnh. Đó. Thì đây cũng có bài báo của BSC nữa các bạn. Truy cập Internet mọi lúc mọi nơi. B Cyber cung cấp một dịch vụ độc đáo cho những người tiên phong trong không gian tài chính phi tập trung. DeFi, nền tảng thương mại điện tử cho phép Bioner sử dụng bi của họ để mua các vùng Wi-Fi. Người dùng có dịch vụ Internet kém có thể sử dụng ứng dụng bằng cách xác minh danh tính của họ bằng mạng bi và duyệt các vùng Wi-Fi có sẵn. Những người tiên phong có thể thanh toán bằng bi của họ khi khu vực có sẵn và tận hưởng truy cập Internet theo đệ trình điểm giữa của giao thức tại Hackathon đang diễn ra. Mục tiêu của nó là cung cấp quyền truy cập Internet cho tất cả mọi người rất là ghê các bạn ha, rất là khủng khiếp. Philano cho biết mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cách liền mạch và an toàn để người dùng sử dụng tiền điện tử bi của họ để mua các cùng wifi có thể được sử dụng để truy cập internet ở những khu vực không có truy cập internet truyền thống. Ghê cho các bạn nha. Không có internet truyền thống mà chỉ có chỉ có vệ tinh thôi. Bi Cyber đang trong giai đoạn phát triển và đã hoàn thành cơ sở hạ tầng phụ trợ của ứng dụng. Nhóm hiện đang nghiên cứu thiết kế giao diện người dùng UI và tích hợp thanh toán bi giao thức sẽ sử dụng phần còn lại của hackathon để hoàn thành tích hợp thanh toán UI và và cái gì đó thì không có trực tiếp đó các bạn nha rất là tuyệt vời rất là khủng khiếp và rất là mạnh mẽ nha đó cho nên là các bạn thấy thấy hay chưa đó, cho nên là các bạn phải nắm chặt bi và giữ bi thật chặt các bạn nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video. Mình nghĩ là thông tin này rất là tuyệt vời á. Mà bạn Trung Kiên Quỳnh này đưa rất là hay ha, rất là sâu sắc. Rồi thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube các bạn nha. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để khi nào mình có những thông tin mới nhất mình cập nhật thì các bạn sẽ kịp thời theo dõi nha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký bi thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Mã thiệu của mình vẫn là Picasso nha còn bạn nào mà đang lời bật bi thì hãy siêng năng đi các bạn. đây là một thông tin cực kỳ thú vị và và rất là hay. À, mình à, hy vọng là các bạn thấy được điều này. rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.